tôi thừa 2 triệu nữa này. Đấy. 2 triệu nữa cơ à? Nhanh lên. Từ từ nên là cái này là phải xem lại bài. Ăn được ở ngoài. Nhìn cười cái đéo. Đây rồi. Không cười cười gì đấy. Cho mày 200. 1 triệu này đúng cái không? Cười. Ông này vào gà đi. Không bà không ai cắt. Người ta nên ba lá, người ta ba lá rồi này ông ơi. Làm với ông 500 này thôi. Nhiều quá. 500 xong rồi ông. Có gì đâu, làm nhau giao lưu nhau tí thôi. Ui, địch. Yeah. Ông kia nhiều tiền, ông nói ít thôi. Từ từ nào đi. Chơi phải lặn bài nó mới gây cấn. Đánh mấy ông cứ cứ nể. 200 rồi, thôi tôi cứ đi 500 đó nhá. Mấy ông nào theo theo. 500, còn 500 nữa. Ồ, đẹp. Giờ tôi vào bao nhiêu không? 1 triệu à? 1 triệu, tôi cũng thừa. 500 à? Tôi vào 1 triệu rưỡi à? 1 triệu rưỡi gì? Lại thừa rồi, ông 500 khác. Thì người ta thừa 500. Tức là tổng ông này thừa 1 triệu rưỡi rồi đúng không? Đúng rồi. 1 triệu. 1 triệu ông này mỗi thừa 500. Tôi đi theo 1 triệu thừa 500. Tổng ông 1 triệu rưỡi bắt bạn. Thế rồi đi. Ông bánh con đi. Vào tô vào. Này bây giờ như này nhá. Tố kịch kim là 200 à 2 2 triệu, triệu đúng không? Bây giờ tôi cần 1 triệu rưỡi này. Còn 1 này, còn 2 triệu nữa cho ông này. Bắt bằng 2 triệu không? 1 này, 2 này. Bằng 2 triệu cơ. Thế vào đi. Còn trong này. Tôi thừa. Tôi thừa 2 triệu nữa này. Đấy. 2 triệu nữa cơ. Nhanh lên. Từ từ nên là cái này là phải xem lại bài. Ăn được ở ngoài. Nhìn cười cái đéo. Đây rồi. Không cười cười gì đấy. Cho mày 200. 1 triệu này đúng không? Cười. Lộ bài nó nghiêng. 2 triệu. Xem bài nó cứ cười lộ bài. 10. Đấy. Nào bao nhiêu rồi? Tôi thừa cho ông 500 thôi. Thừa 500 thôi. Thế mà tôi 500 tôi cần thôi. Đâu. Ông này 1 triệu. Ông vào tổng 2 triệu nữa là cân. 2 triệu cân. Ông mà 2 triệu nữa. Ông thừa 2 triệu đúng không? Tôi thừa 1. Thằng này thừa 1 nữa là 2. Thằng này 500 nữa là 2 triệu rưỡi này. 1 triệu và 2 triệu là 2 triệu rưỡi này nhá. Mày cứ ngồi yên để anh đánh nhá. Tí xong xuôi anh tính cho mày. 2 triệu rưỡi này. 1 này. Đây đây địt mẹ đếm mẹ tiền này anh. Còn đấy là cái gì? Này nhìn này, nhìn vào đây. Mấy triệu đây? Tao lại còn 2 triệu nữa cho nó mày. 2 triệu cơ. Điều nghĩa những tiền này. 1 2 3. Thì đếm ra tiền nào mà chẳng là tiền đúng không em? 1 2 là thế nào mà trả tiền 2 triệu không? 2 triệu không? Ừ. Cân này. Còn cho mày 500 thì không? Anh để tí này cục này anh cầm nhiều. À. Sao anh đi? Đi. Bỏ. Ừ. Bỏ. Ê, 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 bỏ. Đi bỏ. Con vợ này. Không con đâu bao nhiêu? Tí nhát luôn. Ông bỏ 500 thôi. Mất bao tiền đâu mày? Mất mấy triệu? Mất 500 triệu mấy? 500 này còn 500 khác. Con này để tí đi được không ơi? Đâu 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 500 là đâu? Phải 2 triệu rưỡi mới cân. Đây 2 triệu rưỡi này, này thì 2 triệu rưỡi thì tiền. Cân đối hết tiền, cân đối. Hết tiền thôi. Cân đối 2 triệu rưỡi thằng đại diện ngắm tí không phải tí tiền là tiền vợ thì vợ đi chợ đây. Ông mày thừa 2 triệu rưỡi à? Tôi thừa có 500 thôi. Thừa 500 đấy, nhiều đéo gì. Ông đánh cứ 2 triệu lại cân 2 triệu. Cân rồi. Tôi rõ vào tí. Thế bây giờ ông này cân rồi đúng không? Tài đã liếc rồi. Này bây giờ như này nhá, tôi cân ông là cân. Cân 500 của hai ông này. 1 2 3 4 5. Mà ông còn tiền đéo mà chơi. Thế tôi bỏ. 2 13. Đây ông cho mượn tí ông. Tôi mượn, đây, tôi mượn đi, tôi đây, bỏ đây là. Thứ nhất này, triệu 7 này, triệu 8, tôi mượn ông 300 nhá. Rồi, ok. Cân đối gì? Tôi cân ông có 500, bây giờ thừa 2 triệu, 1 cân thôi. Thừa luôn rồi. Thừa 2 triệu. Rồi tôi mượn ông 300 ấy nhá, từ từ đã, tôi cầm đấy á. Rồi, tôi cầm em, tôi bỏ ông 9 ra thôi, tôi bỏ ở đây. Con gì xem đi ạ. 2 triệu rồi, tôi cân 2 triệu. Tất nhiên bỏ mẹ tiền làm anh giấu rồi mèo. Đấy thì đánh cái đi. Cân 2 triệu gì? Cân 2 triệu luôn. 2 triệu đây. Anh à? Được chưa? Là xong chưa? Xong, xong rồi. Cái ông cái vẹo gì ở đây đâu. Tớ sao mà vẹo sắp 3 thằng lại cân nhỉ? Này, tính... Anh như bịp ý. Tôi hết tiền rồi. Bài này tôi chịu rồi, sắp 3 à, chín rồi. Đây này. Ông mới được. Tôi Nặng Yên, tôi ăn rồi nhưng tôi cay thằng này. Cái nào đéo sắp 3 đánh bé nhỉ? Đánh bè này vậy thôi, tôi còn tiền đâu. Ông sao ấy. Rõ này là 2 triệu này, ông cầm bé ông nợ tôi 2 triệu này. Rồi. Mà đưa 1 triệu đây. Đây 1 triệu, còn ông triệu nhá. Được chưa, nợ ông triệu nhá. Tiền đi chợ thôi. Còn ông kia tôi vay 300 đúng không? Ui, gớp nhỉ. 3 này. Đây. Tôi giả gửi ông 600 gửi gấp đôi này. Cảm ơn nhá. Hai chưa? Mày cầm anh 500 nữa. Ui, anh được. Cho lắm ấy. Không, không, không. Tài nó ngồi cạnh anh nó đỏ. Đỏ. Tài đỏ. Ông ấy đỏ vậy, đánh tuần nay ông ấy đỏ. Đỏ mà. Kinh giật. Sắp 3 rồi, sắp 9 này. Được. Thì để hướng dẫn anh em cách chơi cái ví đổi bài ấy thì anh em xem này. Đầu tiên ấy, trong cái ví chúng ta sẽ không có bất kỳ một cái bài nào cả nhá. Cái ví là mới hoàn toàn bình thường. Thì khi đi chơi chúng ta sẽ chia ra một ví dụ, tôi chia anh em ví dụ chia ván bài như này. Đây, chúng ta lên cái ván bài mà chơi liêng hay chơi ba cây thì nó cũng đều là một tịt, mà một tịt thì không đánh được với ai cả. Thì chúng ta sẽ chủ động cất cái gì ở đi. Được chưa? Anh em nhìn này, muốn cất cái gì ở đi ấy thì anh em cầm chỉ cần cầm check cái lá cái gì này, nó check một tí này, nhưng anh em sẽ không nhìn được vì là nó ở phía dưới, anh em không biết là check như thế này. Và chúng ta chỉ cần đặt chạm và nhẹ vào cái ví này là nó mất cái gì đã hút ở trong ví rồi này. Thì trên tay bây giờ chỉ có hai lá bài.
hai đáp án này trong video này tôi vạch ra cho anh em nhìn. Chứ còn nếu mà đi chơi thực tế thì chúng ta sẽ là chỉ có gọi là hai ba đáp án. Nếu người khác nhìn vào đây sẽ thấy là ở đây có ba đáp án và mình sẽ úp vào lòng cái này thì người ta sẽ không biết là trong ví mình đã cất một cái gì, đúng không? Thì sang một ván bài tiếp theo, đúng không? Lên một ván bài chúng ta có cơ hội mà cần đến cái gì trong trường hợp này chẳng hạn. Đấy, hai cái gì một cái 10 và anh niềm chúng ta là không điểm, đúng không? Thì và vẫn là như cách cũ thôi, ta cầm chết cái cây 10 đi một góc gọi là góc 15 độ như này và chúng ta chỉ cần đặt vào cái ví như này thì anh em ở phía trên hoặc anh em phía ngoài anh em sẽ không thể nhìn được cách mà tôi đặt như này. Đấy, thì chạm tay ví cái này thì như anh em nghĩ là đây là cây gì và cây 10 nhưng không phải, bây giờ là ba thằng gì rồi. Đấy, đơn giản nó là như vậy thôi, anh em chơi ví chỉ cần đơn giản một thao tác rất là dễ dàng như thế là chúng ta đã có ba thằng gì. Và giờ tôi ví dụ và bán bài khác nhá, cho lên bán bài khác nữa như này đi. Ở đây là cây 4, cây 8 và cây 9 thì anh em thử hiểu đúng không? Điểm mình đang bé thì trong ví chúng ta nó có sẵn một cây 10 rồi. Anh em hiểu chưa? Trong ví có sẵn một cây 10 rồi. Thì bây giờ chúng ta chỉ việc là cất cây 4 vào trong và đưa cây 10 ra. Đây tôi làm cho anh em này. Bây giờ tôi làm kín nha, tí tôi sẽ làm độ cho anh em. Cây 4 phía dưới này, anh em cầm check tầm 15 độ, sau đó anh em đặt vào anh em nhìn ở đây cái ví nó có cái khe này. Đấy, có cái khe rất là mỏng này thì anh em chỉ tôi đặt lộ ra chút này cho anh em nhìn thấy này. Chúng ta chỉ cần cầm check cái đá bài cây 4 này. Tách khoảng cây 9 và cây 8 mà chúng ta đặt vào đây thì tự khắc là nó sẽ hút cây 4 vào, nó nhả ra chúng ta một cây 10 ở cái tốc độ rất là nhanh. Nó nhanh đến cỡ như nào thì đây tôi ví dụ cho anh em xem này. Đây cây 8 nha, ở trong ví là cây 4 này, anh em chỉ cần chạm vào đây này thì nó lại ra cây 4 này. Cái tốc độ nhanh như này thì anh em đảm bảo là 100% là nhanh này, ok chưa? Đấy, cái thứ hai nữa này anh em hình dung này, đây là tôi để lộ cho anh em xem về cái tốc độ nhá. Và bây giờ này đổi ấy, thì anh em đổi như thế là đủ kín rồi đúng không? Tôi làm lại ví dụ anh em này, cây 9, cây 10 và cây 4 này, tôi sẽ làm kín cho anh em này. Cái 4 để phía dưới này, mình đặt tay vào cái ví cái này, đơn giản là thao tác như vậy thì nó lên là 8, 9, 10 rồi, anh em thấy chưa?